Xe đạp BB xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người con xe thể thao Nhật Bản. Cái kiểu dáng của nó giống như những dòng xe cào cào. Đó là dòng xe Redstone Abios. Dòng xe này là dòng xe Nhật nội địa luôn. Tổng thể của nó thì cái màu sơn zin nó rất là đẹp. Màu sơn zin nó giống như là nó có hai màu vậy đó. Tức là nếu mà mình nhìn tùy theo cái ánh sáng khác nhau thì nó sẽ cho ra cái màu sáng khác nhau. Ví dụ như nếu mà nhìn từ hướng này thì xe nó hơi ngả màu xanh biển. Còn nếu mà nhìn cái hướng ngược lại thì xe nó lại ngả màu xanh lá đậm. Đây là cái phần màu sơn zin của xe. Nó có cái phiên bản là Abios Player Redstone, thương hiệu Nhật nội địa. Trên xe thì nó còn đầy đủ mấy cái tem mà tại thị trường nội địa của Nhật. Ở trên xe thì nó có cái logo hình con chim ưng. Nó để là Bicycle Dealer of Tokyo, tức là đại lý phân phối xe đạp của Tokyo. Hình như là cái đại lý này có tên là Penguin. Ở phía dưới nó có để lên trên web là penguin.com. Ở đây thì nó có dán một cái tem, nó để là Aluminum Design by Redstone. Tức là cái khung sườn này là khung sườn nhôm aluminum, được thiết kế bởi cái hãng Redstone. Nó có cái phần dây âm vào sườn nè, rất là đẹp luôn. Nó khá là gọn gàng. Còn đây là cái phần ghi đông mô tăng của nó. Cái ghi đông này là ghi đông nhôm mà ghi đông gật gù. Khi mà mình nới lỏng cái con ống này nè theo cái chiều mà ngược chiều kim đồng hồ thì mình có thể bật cái cổ này lên nó cao thêm một tí để nó gần với cái chỗ ngồi. Từ đây đến cái vị trí ngồi nó sẽ gần hơn, và nếu mà những người có chiều cao khiêm tốn thì đi nó đỡ bị mỏi hơn. Còn ở đây là cái tay bấm xả Shimano. Xe này thì chỉ có là 2 dĩa và 7 lít thôi. Đây là tay bấm xả của nó. Đây phần dĩa của nó, đùi dĩa nhôm 2 dĩa. Và ở phía sau là nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tầng lít. Tức là tổng cộng nó có 14 tốc độ số. Cái bộ rúp của nó cùi đề là Shimano Atus. Xe nó có cái pedal zin là nhôm nguyên khối đúc liền luôn. Đây nó còn đầy đủ hai cái mặt phản quang. Ở bên phía bên kia cũng vậy, nó cũng còn cái pedal nhôm này luôn, và nó không có mất cái mặt phản quang nào cả. Màu sơn zin của xe rất là đẹp. Mình quay thật chậm từng ống sườn cho mọi người xem. Ở đây thì sườn khung trên và khung dưới nó có cả hai cái đai ốc lật. Mình có thể lắp một cái gọng bình nước ở phía trên hoặc là phía dưới. Cái phần còn lại thì mình có thể lắp thêm được cống bơm hoặc là phụ kiện gì đó tùy mình. Đây là cái phần đùm nhôm phía trước của xe, nó còn rất là sáng và bóng. Còn ở cái phần nan hoa này, tức là phần căm xe, là căm inox. Và nó từng cái lỗ căm nó có cái miếng giống như gọi là lông đền vậy đó. Trên cái tem xe của vành niền này nó có để dòng chữ là Double World. Tức là nó có cái hai lớp. Cái vành niền này là vành niền nhôm mà nó có hai lớp. Ở phía sau cũng giống như phía trước. Căm là căm inox, không rỉ sét. Đùm phía sau còn rất là mới. Cái màu nhôm rất là sáng. Đây là cái phần trắng xích ở phía sau, nó cũng chưa có bị vỡ luôn. Yên của xe là nó là yên zin và nó chưa có bọc lại da. Nhưng mà nó có một cái chi tiết rách nhỏ ở đây. Đây ngay vị trí này. Rách này không đáng kể đâu. Dán keo lại cái là nó sẽ không vấn đề gì cả. Tiếp sau thì mình sẽ quay video cái độ trớn của xe cho mọi người xem. Xe này thì nó có cái đùm xe có độ trớn khá là nhẹ. Cái tiếng của cái cối đùm cũng như là cái lip nghe rất là êm tai. Nghe thì mình có thể đánh giá được là cái đùm và cái cối lip này nó còn mới hay là cũ. Ở đây thì nó có cái càng thắng, thông thường càng thắng nó sẽ nằm phía ngoài, nhưng mà càng thắng này lại nằm phía trong như thế này. Đây là càng Shimano, càng nhôm. Ở phía trước này thì cũng là càng Shimano luôn. Lớp xe là lớp Redstone chính hãng, có kích cỡ là 26 x 1.25. Và cái lớp này là lớp được sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan. Ở phía trước cũng vậy, nó còn cái dòng chữ là Made in Japan luôn. Đây, lớp này còn gai rất là đẹp nha, nó chưa có mòn gì cả. Khung sườn của nó là khung sườn nhôm và những cái mối nối hàng của nó rất là bắt mắt. Ghi đông là ghi đông nhôm. Thông thường thì những dòng xe Redstone thì nó hay có cái tem ngay vị trí này. Tem này là cái tem nổi, nó rất là sáng.
mình sẽ quay thật chậm từng cái chi tiết của cái ống sườn phía bên tay tay trái này cho mọi người xem. Nó khá là ít trầy xước. Xe này thì nó có cái chiều dài ống đứng là tầm khoảng 43. Mình sẽ đo chính xác cho mọi người xem. Đây là nó rơi tầm khoảng 43. Và cái phần ống ngang này là nó 53. Nhưng mà từ cái ống này xuống cái vị trí này nè, nó khá là thấp. Vì thế là nó sẽ hợp với người dùng cao từ khoảng 1m55 thôi, chứ không có cần đến khoảng 1m6 đâu. Tầm khoảng 1m55 là sẽ sử dụng được. Xe này nó có cái trọng lượng, tổng trọng lượng của nó thì chỉ rơi vào khoảng 11,73kg. Cơ bản thì nãy giờ mình đã giới thiệu gần như là toàn bộ từng cái chi tiết của xe này cho mọi người xem rồi. Mọi người muốn mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại mình để ở góc màn hình. Ngoài ra thì mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Xe Đạp 10B để xem thêm nhiều mẫu xe thể thao Nhật Bản khác mà mình sẽ giới thiệu. À mà số điện thoại của mình thì cũng có Zalo luôn. Nếu mọi người muốn xem ảnh chi tiết thì cứ kết bạn Zalo với mình. Xe Đạp 10B chân thành cảm ơn.